Xin chào các bạn đã theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một số cái phụ kiện để lắp cho cái động cơ lỗ 168cc. Cái động cơ này thì nó là động cơ 4 thì 168cc. Nó có cái đầu này là đầu trục ra là trục 20 này. Ngoài cái đầu này ra thì trên thực tế nó còn có cái loại trục 19mm, 20mm và 25,4mm. Thì các bạn lưu ý như thế, thì có 3 loại trục như vậy. Thì khi các bạn mua thì các bạn mua cái phụ kiện theo cái trục này thì các bạn phải để ý là nó có 3 loại như vậy. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn đấy là một cái đầu ly hợp. Đây, trước tiên là mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem đây. Đấy, đây là cái đầu ly hợp này, đây là cái đầu trục ra của máy này. Thì còn đây là cái đầu ly hợp này. Đấy, cái đầu ly hợp này nó có cái cá cài sẵn trong này rồi này. Cái này rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nắp lên đây là xong thôi. Khi các bạn nổ máy không, khi động cơ các bạn nổ các bạn chưa kéo ga thì cái phần nhông này rất là trơn, các bạn có thể dùng cái loại này để làm xe hai bánh hàng khủng cũng được, loại mô tô phân khối lớn cũng được, hoặc là các bạn chế xe 3-4 bánh thì có đều có thể dùng cái bộ này đều được. Thì cái nhông này là nó sử dụng nhông của xe máy nhé. Nhông xích xe máy này. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bộ nữa là bộ hộp số vô cấp, hộp số tự động đấy các bạn ạ. Thì đây chỉ là một cái đầu nhông thôi, đây là một loại nhé. Tiếp theo là giới thiệu đến các bạn một cái hộp số vô cấp. Đây là cái dây cua doa này. Đây là cái lắp tre này. Đây là bộ phận chính của nó này, ly hợp. Đây các bạn nhìn nhé, ở trong này nó có một cái bánh răng này để các bạn lai ra ngoài nhé. Trong này nó có cái bánh răng đây. Răng này là sử dụng xích xe máy này để các bạn lai ra ngoài nhé. Còn đây là dây cua nắp vào đây. Còn đây là đầu chuyển động vào đây. Đầu này là đầu sử dụng lỗ này là lỗ 20 này. Thank you.
À, sau đây mời các bạn theo dõi cái cách lắp đặt nhé. Mình sẽ lắp thử lên trên cái đầu lổ là cho các bạn cùng xem. Đây nha, đấy cái hộp số tự động nó hoạt động như thế nào thì các bạn là có thể lên mạng tham khảo xem. Khi các bạn chuyển động ấy thì nó sẽ dựa vào cái lực kéo là của cái xe, thì cái quả ly hợp này nó sẽ ra vào hợp lý, thằng này ra thì thằng này vào thì thằng này ra, để nó thay đổi tỷ số truyền. Đấy thì các bạn lắp đặt thì các bạn căn chỉnh cái miếng dưới này, miếng trên này làm sao để cho cái đai này nó song song nhá. Và các bạn lưu ý là cái đai này nó có một mặt côn và một mặt vuông góc, cho nên khi các bạn lắp đặt là phải để ý. Cái này là mình đang lắp ngược, đây mình lắp lại cho các bạn xem. Đây cái mặt này là mặt nó vát vát này, còn cái mặt này nó là mặt phẳng này. Này là mặt phẳng này, mặt phẳng thì các bạn lắp đây nhé, thì các bạn căn chỉnh làm sao cho cái mặt phẳng này và cái mặt phẳng này nó phải bằng nhau. Đây đây là có cái miếng căn này, nhưng mà nó căng quá nên là mình chưa đưa vào được, thì mình đây là mình làm cho các bạn xem thôi. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.